Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện đã đạt được cả về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, chăm sóc người có công và công tác đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong những tháng cuối năm 2022 và 2023, dự báo tình hình kinh tế chính trị, an ninh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao, thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn nhiều khó khăn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống, siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tập trung giải quyết căn cơ có kết quả cụ thể các yếu kém, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, trong xử lý các tổ chức tín dụng, các dự án doanh nghiệp yếu kém thua lỗ, việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, giáo dục và thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế chung sức đồng lòng phát huy tinh thần tự cường, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2022-2023. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng những nội dung của kỳ họp nhờ vậy mặc dù có những điều chỉnh nhất định về chương trình bổ sung thêm nội dung nhưng vẫn bảo đảm sự thông suốt linh hoạt hiệu quả trong điều hành và thực hiện thành công chương trình kỳ họp với sự đồng thuận thống nhất cao và thời gian kỳ họp được rút ngắn hơn quốc hội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước các bậc lão thành cách mạng các chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý cộng đồng doanh nghiệp đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm và có giá trị trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp chủ tịch quốc hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng sự ủng hộ giám sát của cử tri và nhân dân cả nước sự phối hợp của chủ tịch nước chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức hữu quan cùng với nội quy kỳ họp quốc hội đã được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp này hoạt động của quốc hội sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn dân chủ hơn sáng tạo quyết liệt và thiết thực hơn đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Trước đó đầu giờ chiều nay, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.